Vào đầu ấy thì khi các bạn mở cái phần 3D Max lên thì nó có một cái giao diện như thế này. Đây. Nó có một cái giao diện dạng phối cảnh như thế này. Rồi bên này có các mặt phông mặt trước, phông mặt top mặt trên và mặt left là mặt bên phải đúng không? À mặt left là mặt bên trái, nhìn từ bên trái sang. Đấy thì chúng ta có các phần giao diện như này. Trên này chúng ta có các cái phần đây, bên này là các nhóm hiệu chỉnh về file. Cái này là chúng ta liên quan đến file. Open rồi save. Đấy, save as, import, export, tất cả các phần này liên quan đến file. Các phần này liên quan đến đối tượng thì các bạn có các cái phần dịch chuyển, xoay, scale. Đấy, ở đây các bạn phần chọn nữa. Đấy, đây là các nhóm hiệu chỉnh về đối tượng. Cái này các bạn chọn đối tượng thì bên này còn bên này là một nhóm hiệu chỉnh nữa là về cái hiệu chỉnh phía trong đối tượng. Đơn lẻ trong đối tượng đây thì các bạn có ở đây. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta phải đi cài đặt cái phần chúng ta đi cài đặt cái phần unit của nó đã là cái phần đơn vị đã. Ở đây đơn vị mình sử dụng là cm. Cái chính chúng ta hướng đến với 3D Max thì hiện tại là mình đang cái nội dung của khóa học này là chúng ta làm về kiến trúc và nội thất, cho nên là các cái phần đối tượng hình nó khá là lớn. Chúng ta có thể chọn mm cũng được. Ở đây các bạn nếu các bạn chọn mm thì ở ngoài các bạn chọn lên đây trong ngoài. Các bạn bấm vào cái system unit setup này nhá. Thì trong này các bạn có cái phần system này. Thì các bạn đây cho bạn chọn cm cho mình, các bạn chọn cm để hiển thị. Coi như là nó tính khi các bạn chọn cm thì nó tính một unit là bằng 1 cm. Cái này nó liên quan đến cái việc của các bạn giao tiếp ra bên ngoài. Nhớ nhá, giao tiếp khi ra bên ngoài thì nó sẽ quy định cái phần file bản vẽ này của bạn nó là một unit sẽ bằng 1 cm. Đó. Trường hợp mà các bạn import vào một cái file khác chẳng hạn thì thằng đấy nó dùng một đơn vị khác thì nó sẽ quy định khi nó sẽ hỏi các bạn là các bạn có muốn scale cái này hay không. Đó nó liên quan đến cái phần giao tiếp với bên ngoài. Ok, các bạn chọn cm cho mình. Tiếp theo ở phần ngoài này thì các bạn có một cái metric. Metric này thì cho bạn phép các bạn đây là cái phần hiển thị ở phía ngoài này này. Hiển thị ở phía ngoài của các bạn thì các bạn cũng chọn cm luôn cho mình. Đó. Ở dưới này thì các bạn để nguyên. Đó, tất cả các bạn để nguyên, chỉ bấm vào metric sau đó các bạn chọn cm. Ok. Đó, như vậy là các bạn đã hiệu chỉnh được cái phần hiệu chỉnh được cái phần đơn vị rồi. Thì các bạn bấm vào đây này, giả sử như bấm vào đây các bạn nhìn thấy đây nó hiển thị cm nhé. Đấy, thì nó hiển thị là dạng cm. Tiếp theo, chúng ta sẽ hiệu chỉnh về một chút về chúng ta vào customize này, chúng ta vào xuống cái phần preferences. Ở đây chúng ta có các cái phần hiệu chỉnh sau. Thứ nhất thì khi mà ban đầu khi các bạn mở lên ấy thì chỗ này nó chưa được tích này. Auto window này là quẹt phải quẹt trái. Đây mình tích vào đây. Quẹt phải quẹt trái nhá, các bạn nhớ này. Quẹt phải quẹt trái. Tiếp theo đến phần file. Đến cái phần file tiếp theo thì ở đây chúng ta có một cái phần lưu. Cái này là cái phần chú ý. Có nghĩa là các bạn nhớ nhá, mình sẽ tập trung vào những cái chính thôi. Đây là dạng file backup thì chúng ta có thể để 3 file lưu. Có nghĩa là trong khoảng thời gian ở đây mình đang hình như ở trong cái máy các bạn là có 5 phút, cứ 5 phút là lưu một lần, đây mình để 20 phút. Thì nó sẽ có 3 dạng file lưu. Đó thì giả sử như khi chúng ta thao tác mà nó bị out out phần mềm hoặc là nó vì một cái lỗi nào đó hoặc là vì cái file quá nặng mà chúng ta bị mất ra mà cho chỉ lưu thì nó sẽ tính là 20 phút lưu một lần. Nếu mà các bạn muốn lưu mau hơn thì các bạn để cái thời gian này mau hơn. Có nghĩa là 5 10 phút gì đó thì nó sẽ nhanh hơn cái thời gian lưu. Nhưng mà đối với file nặng thì các bạn cũng không nên để nhanh quá vì khi mà chúng ta thao tác vừa được 5 10 phút thì nó mà lưu nó sẽ quay. Đấy, đối với file nặng thì nó sẽ phải load. Đó, khi mà nó quay thì nó sẽ làm cho các bạn gặp vấn đề ngay. Làm cho các bạn gặp vấn đề về cái phần chờ đợi khi chúng ta phải chờ đợi 1 2 phút. Máy mà yếu thì cái phần chờ đợi nó là chuyện bình thường. Đó. Tiếp theo là chúng ta đến cái phần gamma này. Trong cái gamma bây giờ Mac nó mặc định là chúng ta sử dụng gamma và cái gamma của chúng ta sử dụng là 2.2. Đấy. Thì có một vài phiên bản trước thì nó sẽ không tích gamma này mà nó để là 1.0. Nhưng hiện tại bây giờ các cái dòng màn hình ấy nó hiển thị màu tốt thì nó đang để là 2.2. Tất cả các phần đó thì 2.2 thì các bạn chọn cái này là 2.2, bấm vào enable này. Bấm vào đây nhá thì nó có cái phần này hiện là đánh 2.2, nếu mà nó khác đi thì các bạn chọn cái phần đó. Ok, xem mình lướt qua xem còn cái gì nữa không. Đó, hiện tại chúng ta chỉ có ba cái mục chính đó thôi. Thứ nhất là gamma, thứ hai là file này.
Đấy, thứ ba là cái phần sử dụng đây, auto đây. Và nói về cái phần auto này. Đấy. Đây, thì các bạn quét đối tượng này. Nếu mà auto đây, chọn từ phải sang thì các bạn quẹt như này thì chạm vào đối tượng là nó được. Nhưng mà từ trái sang thì nó không được, nó giống như AutoCAD. Đấy. Thì chuyển phải, nếu mà các bạn không từ bên trái sang mà các bạn không phủ hết đối tượng thì không được, để phủ hết đối tượng thì được đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà không phủ hết đối tượng thì nó không chọn được cái đối tượng này. Đấy là cái mà chúng ta đấy. Mà xong cái phần customize trong này có hai cái phần chỉnh sửa như vậy thôi. Đó, những cái like can, đây là cái chính mà chúng ta có thể chỉnh sửa. Ở đây chúng ta còn có một cái rất là nhiều thứ ở trong này, nhưng mà các bạn có thể tìm hiểu sau. Những cái này thì thường các bạn không dùng đến, chỉ khi mà nó động chạm về chiều sâu của Mac thì các bạn mới động đến thôi. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói đến phần là giao diện ở trong nhá. Giao diện ở trong là bốn cái phần này, và cái thao tác. Thao tác thì chúng ta có thể xoay hình này, đúng không? Chúng ta xoay hình, chúng ta zoom hình như thế nào đó. Trước tiên thì chúng ta khi mà các bạn mở lên ấy thì nó có bốn cái phần ô như này, nó thể hiện cho chúng ta bốn cái phần góc nhìn khác nhau. Thứ nhất là cái phần phối cảnh này. Cái phần phối cảnh này thì các bạn nhìn ở một cái góc, các cái góc độ 3D đấy, nhìn hình khối rất là dễ dàng đúng không? Cái phần tiếp theo là phần phông. Phông là mặt trước, gọi là mặt trước, phông nó phone đấy. Đấy, cái này là top, cái này là mặt top, cái này là mặt left. Left thì nhìn trái sang, nhưng mà thông thường ấy thì mình không sử dụng các cái phần nhiều này, mình muốn nó full lên cơ. Đấy, thì các bạn có thể dịch chuyển ở đây này, dịch chuyển đây là các bạn cho to cái phần phối cảnh lên, hoặc là cho to bất kỳ một cái phần không gian nào lên đều được nếu các bạn muốn giữ lại các cái phần này. Nhưng mà thông thường thì mình sẽ thao tác này, các bạn ấn Alt V kép này, chọn vào cái phần này nhá, chọn phần phối cảnh này, đây chọn vào phối cảnh này, Alt V kép thì nó sẽ phóng một cái phần khung nhìn này lên. Đấy, Alt V kép nhá, Alt V kép thì nó thu xuống. Thì tổ hợp phím Alt V kép chưa? Các bạn nếu mà các bạn thao tác thì trước tiên các bạn cứ tắt cái phần tiếng Việt đi, chúng ta dùng tiếng Anh cho nó dễ. Đấy, Alt V kép này thì nó phóng lên như này. Thì như thế này thì nó full màn hình thì chúng ta thao tác thích hơn đúng không? Tiếp theo thì các bạn bây giờ cái phần đối tượng này. Cái phần đối tượng thì các bạn chọn vào đối tượng thì nó chọn thôi. Ở đây chúng ta còn có các cái phần này nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách quay. Giờ này, pan thì nó giống y hệt như két. Các bạn bấm chuột giữa này, pan đi pan lại. Pan này. Di chuyển cái đối tượng các đến các cái vùng khác nhau để chúng ta nhìn đối tượng này. Pan nhé. Giống hệt trong két. Không biết là các bạn có học 3D Max thì mình nghĩ là các bạn sẽ phải biết két nhiều hơn. Các bạn biết két thì các bạn mới có thể thao tác ngon lành được. Nhưng vì chúng ta sau này khi chúng ta dựng hình ấy thì chúng ta sẽ dùng két rất là nhiều. Đó. Thì nếu mà các bạn chưa thuần thục két thì các bạn có thể tìm hiểu thêm để chúng ta còn có cái cơ sở sau này chúng ta làm. Đấy. Thì đây, pan này. Bây giờ các bạn muốn xoay cái phần hình này. Các bạn muốn xoay cái phần hình này thì các bạn giữ phím Alt. Đó, phím Alt thì các bạn xoay này. Giữ phím Alt nhé và chuột giữa. Pan này. Pan thì các bạn bấm chuột giữa rồi. Bây giờ bạn thêm phím Alt nữa. Bấm phím Alt, đấn giữ lì phím Alt thì nó sẽ xoay cái đối tượng này, và dựa và bấm cái phím chuột giữa thì nó xoay đối tượng này. Các bạn muốn xoay hướng nào, các bạn muốn xem hướng nào thì các bạn xoay hướng đó. Đó. Lại nhá. Pan này bình thường chúng ta cứ pan như này, sau đó chúng ta giữ Alt. Chúng ta giữ Alt và chúng ta pan thì nó sẽ thành xoay ở xoay này. Xoay cái đối tượng như này. Đấy. Để vẽ một cái đối tượng đơn giản thì các bạn chọn vào đây. Để mình nói cho các bạn biết trước. Cái này bắt buộc các bạn phải vẽ lên để các bạn nhìn nó mới thích. Chứ còn xoay mỗi cái phần lưới này thì không hay. Đây nhá. Trong này thì các bạn bấm một cái phần biểu tượng có cái phần ánh sáng này. Đây, nó là clip này. Là tạo này. Đấy. Thì ở trong này các bạn chọn vào đây. Chọn vào cái phần khối đầu tiên này. Chọn vào cái mặt bóc. Bóc thì các bạn đưa rất là dễ. Nó chúng ta hình dung bóc nó có ba chiều nhé. Đây này. Bóc có ba chiều này. Dài, rộng và cao. Đó. Thì các bạn bấm bấm lì này, đưa này, dài rộng ở dưới rồi đúng không, đẩy lên chiều cao, đưa lên chiều cao. Vậy là các bạn đã có ba một cái phần bóc như này. Đấy. Thì một cái phần bóc này thì phần sau chúng ta sẽ học kỹ hơn, nhưng mà ở đây thì chúng ta phải vẽ lên một cái phần bóc này đã để chúng ta có thể thao tác một cái phần giao diện như này nó thích hơn đúng không. Ok, các bạn vẽ được chưa? Mình nói lại một lần nữa nhé.
Thứ nhất là pan này, pan thì chúng ta bấm chuột giữa để pan. Thứ hai là xoay, xoay thì vừa pan vừa giữ an thì nó sẽ xoay. Đấy. Phím an trên bàn bàn phím ấy thì nó sẽ xoay như này. Ok chưa? Đấy. Đó, thao tác. Còn zoom thì các bạn cứ lăn chuột giữa thôi, nó sẽ zoom lên cho các bạn. Này, xoay này, xong zoom này. Đấy, zoom lên, zoom xuống, cứ lăn chuột giữa thôi. Zoom lên, zoom xuống, pan, hiệu chỉnh lại, nhìn lên, nhìn xuống. Tiếp theo có cái thao tác về cái phần top này. Chúng ta có các cái phím tắt về các cái phần, đây chúng ta có một cover này. Ở đây có cái view này, có cái view cover này, sâu này. Đấy. Nếu mà cái phiên bản kết các bạn đầy đủ ấy, thì nó sẽ hiện ngay cái phần này lên cho các bạn thôi. Đấy. Thỉnh thoảng nó bị thiếu bởi vì là cái phần tương thích giữa cái cover này, giữa cái file mắc của các bạn và cái phần cả màn hình ấy, nó không tương thích cho nên nó bị mất cái phần này đi, nên nó không chỉ đủ để hiển thị cho các bạn. Thì các bạn vào xem đây, nếu mà không thấy thì nó đang bị lỗi, còn đây thì nó hiện bình thường, nó đã lên như này rồi. Thì các bạn có thể bấm vào cái phần này, đó, top này, nhìn mặt top luôn, đấy, nhìn mặt top. Rồi các bạn có thể nhìn các cái hướng cạnh khác nhau của đối tượng đó. Đây, bấm lên đây nhá. Một cách nữa là chúng ta dùng phím tắt. Phím tắt thì phần T nó lên mặt top luôn này. Đấy, phần T thì lên mặt top như này. Đó. Phần T lên mặt top. T cái top luôn này. Này đang bị xoay đi rồi đúng không? Mình sẽ vẽ một cái đối tượng khác nhìn nó thẳng góc nhá. Thẳng góc thì nhìn nó dễ hơn này. Đây, đưa lên. Đấy, top này. Đây là đối tượng chưa bị xoay gì cả. Lúc ấy mình thử lệnh xoay như này là đây mình chuyển về phím quy đã. Này, chọn đối tượng không thôi. Đây thì các bạn có mặt top thì các bạn nhìn từ trên xuống. À, có thêm top này, mặt top sau đó có mặt F phông này, F left. L thì left. Rồi có button nhìn từ dưới lên. Đấy. Thì có ba cái phím tắt, à có bốn cái phím tắt này để các bạn nhìn các cái phần góc. Đó, để các bạn đưa như này. Giữ phím an thì đưa thành 3D. À, khi mà các bạn giữ top này, đánh top một cái thì nó đưa như này. Nhưng mà khi bạn giữ phím an đưa lên thì cái hình chiếu này này, bạn nhìn hình chiếu này nó hơi bị nhìn đây là hình chiếu tụ cho nên hơi bị hình chiếu dạng nó như nào nhỉ? À, đây hình các bạn muốn nhìn nó tốt hơn thì bạn bấm phím P thì nó chuyển sang cái dạng này, nó nhìn các bạn nhìn là hình chiếu tụ, điểm tụ. Cái dạng phối cảnh điểm tụ như các bạn nhìn nó thật hơn. Đó, mắt chúng ta hình cầu cho nên chúng ta nhìn dạng này thật hơn. Đấy. Thì bình thường cái top một cái mà chúng ta đưa lên thì nhìn nó bẹt dí này, đúng không? Nên chúng ta ấn P cái thì nó sẽ hiển thị như này. Đấy, xa gần cho chúng ta nhìn nó rõ ràng hơn. Nhớ nhá, phím P nhá. Đấy, các cái phần khác cũng thế đây. Phông này. Đấy, thì các bạn ấn phím P thì nó cũng dạng chuyển ra dạng phối cảnh rồi. Đấy. Còn một cái nữa là khi mà các bạn muốn ấn phím Z ấy, thì nó sẽ full các cái phần đối tượng cho các bạn. Phím Z. Đây là thao tác liên quan đến thao tác zoom xuống này. Sử như nó xa tít mù khơi ở đâu đó mà chúng ta muốn cho nó gần lại. À, phần mặt của chúng ta ấn phím Z cái thì nó hiện lên phần gần chúng ta luôn. Đấy. Đấy, kể cả thằng này cũng thế. Nó sẽ full cái đối tượng cho các bạn. Các bạn nhìn nó thao tác chọn đối tượng dễ hơn đúng không? Tiếp theo còn một cái cách mà chúng ta chọn các phần phông tab nữa, chúng ta bấm phím V. Chúng ta bấm phím V này thì nó sẽ hiện lên này. Đấy, hiện lên các cái phần này. Các bạn có thể chọn ở đây cũng được. Chưa? Các bạn có thể chọn ở đây cũng được. Đấy, phím V thì các bạn hiện đây các bạn biết chút tiếng Anh thì những cái này rất là dễ thôi, phông view này. À, góc nhìn trước, góc nhìn sau, trên, dưới, trái và phải. Đấy, đây có đủ hết và các cái dạng nhìn. Đây. Đây là một dạng phím P này. Đúng không? Đây là phím I này. Camera view. Camera view thì hiện tại chúng ta chưa có camera cho nên các bạn sẽ không nhìn, không có. Bấm vào thì nó sẽ gặp lỗi. Nó sẽ báo là nó không có camera. Chỉ thế thôi. Ok. Đó, đó là phần thao tác của chúng ta. Đây, các bạn xoay. Bây giờ thì mình sẽ nói về cái phần giao diện. Phần giao diện thì có các phần nhóm lệnh sau. À, lúc ấy mình cũng nói qua rồi đúng không? Giao diện có nhóm lệnh này. Thứ nhất là ở cái phần là có một cái biểu tượng là 3D Max ở đây. Đó, biểu tượng đây thì trong này là các phần về file. Tất cả các phần file, import file, export file, mở file, save thì nó đều nằm ở đây hết. Đấy. Thứ hai
là cái phần hệ thống, đây toàn bộ các cái phần hệ thống lệnh các kiểu của nó đây. Trong này nhưng chúng ta không dùng đến nhiều đâu, chúng ta chỉ dùng chỉnh customer như lúc nãy là chúng ta chỉnh unit và chúng ta chỉnh một vài cái thao tác này. À, chỗ này phần view này thì có cái view coupe này đấy, cover này này đấy. À, tiếp theo trong group này nữa đấy, cái này chúng ta sẽ dùng group thì chúng ta group đối tượng lại thôi đấy. Thêm cái phần dưới là các lệnh hiệu chỉnh về thao tác, thì chúng ta có cái phần là thứ nhất là cái này là phím tắt là phím Q này, chọn đối tượng này. Cái này chỉ có tác dụng là chúng ta có con trỏ trỏ chuột hiện lên này. Giả sử như mình đang ở cái phím phím này nhá, thì bạn bấm Q phím tắt nó chuyển về, nhưng mà khi mà các bạn có phím Q rồi mà bấm Q tiếp ấy, thì thằng này nó sẽ thay đổi này. Đây này, chúng ta có các cái phần dạng là lựa chọn đối tượng, thì thường chúng ta sẽ chọn dạng quét vuông như này, còn chúng ta còn có các dạng quét khác đấy. Chúng ta bấm Q thì nó sẽ thay đổi theo, các bạn nhìn này. Bấm phím Q nhá, mình đang bấm ấy, thì nó sẽ thay đổi như này. Đó. Thì nếu mà các bạn muốn chọn đối tượng theo một kiểu khác thì các bạn có thể sử dụng ở đây, nhưng mà thường mình đang dùng đây này, thấy chưa? Đấy, chọn đối tượng theo hình tròn đấy, chọn đối tượng theo một cái hình zig zag đấy, chọn đối tượng như này. Thật ra nó mất thời gian lắm nên chúng ta không chọn kiểu này, chúng ta cứ cái bình thường mà chọn cái dạng quét vuông này là đơn giản nhất, đúng không? Đây, quét vuông là đơn giản nhất. Theo đó thì chúng ta ở đây chúng ta còn có một cái chọn đối tượng nữa, có hai cái kiểu này, chọn full đối tượng đấy. Chọn đối tượng này đấy, chúng ta thường thì ta ít dùng lắm. Thì đây thì các bạn chỉ có cái phần này quét đối tượng, đây là phím Q. Tiếp theo đến cái phần bên cạnh này là phím mu mu thì chúng ta cũng có phím tắt cạnh Q luôn, là mu vkép này đấy. Vkép thì các bạn chuyển sang lệnh này luôn, Q này vkép này, các bạn nhớ nhá. Thì người ta bố trí cả một hàng phía trên này cho chúng ta để chúng ta sử dụng các cái phần lệnh phím ở chỗ khu vực này đấy. Bây giờ phím mu thì đây có tác dụng mu mu theo các trục đây, các bạn có thể mua theo các trục này đấy, các bạn chọn vào các trục này thì các bạn có thể mua theo các trục riêng rẽ, cả trục Z. Còn đây các mua theo mặt này đấy, thì khi bạn đưa điểm ấy thì các bạn mua theo 3D luôn đó, không xác định cho các bạn. Đây đưa điểm này, còn đấy mua theo mặt, sẽ mua theo đúng cái mặt đấy, nó sẽ bị khóa các cái mặt lại, mặt khác lại. Thì đây chúng ta mua này, các bạn có thể chọn là đường được đây, theo trục này đó chưa, bấm thôi, bấm vào đây vào cái phần trục này. Đó. Chúng ta còn có một phím nữa ở đây là đó là phím cách. Khi bạn cách ấy, thì cái khóa này nó sẽ hiển thị lên này, các bạn nhìn này, cái khóa này nó hiển thị lên, thì có nghĩa là nó khóa phần trục này cho chúng ta không còn phải bấm vào đây nữa mà chúng ta đưa ra phía nào cũng được. Đây thì bạn chọn trục xong này thì chúng ta đưa cái phần con trỏ phía dưới này thì nó vẫn vẫn chọn cái đối tượng đấy cho chúng ta, nghĩa là khóa cái phần đối tượng này lại. Rồi chúng ta chọn đi, giả sử như mình có nhiều cái đối tượng ở đây chẳng hạn đấy, thì chọn vào đây đúng không, các bạn có thể dùng chuột để bấm hoặc là chúng ta dùng phím cách nhanh hơn rất nhiều. Đó, phím tắt phím cách thì nó hiện cái phần này đây, nhìn này đấy. Thì khi mà chúng ta chọn này, cái kể cả các bạn chọn các đối tượng khác nó khóa rồi đó. Khi mà bình thường khi các bạn sử dụng vẽ các đối tượng lên, các bạn nhìn thấy cái phần mờ mờ này không đấy, bạn di chuyển này các bạn sẽ nhìn thấy các cái phần bóng mờ mờ này. Thì đây nó đang hiển thị một phần bóng đổ, nên để các bạn không hiển thị nó đỡ phải loát cái phần này ấy, thì các bạn có thể chọn vào đây. Ở trong này thì cho phép các bạn chọn thành cái dạng này, dạng xếp này đó, cái dạng hai này, thì cái này các bạn không còn hiện cái phần mờ mờ này nữa đấy, các phần bóng đổ nữa đấy đấy. Thì nó như thế này thì nó sẽ tiện hơn, nó sẽ không phải loát các cái phần bóng đổ cho các bạn nữa. Ok, đó đó là cái mà của lệnh mu này thao tác. Các bạn có thể nhá, theo trục nhá, theo trục nhá đấy, theo mặt này, chọn theo mặt này đấy, các mặt thì các bạn có thể làm được thao tác như vậy. Tiếp theo là chúng ta có các cái phần lệnh tiếp theo ở đây là chúng ta có cái e này, e là chuyển sang rotate. Cái này rotate các bạn nhìn vào đây, select and rotate, chọn và nó sẽ là dạng xoay.
xoay đối tượng thì các bạn cũng có các cái phần trục y hệt như cái thằng đó, ở đây xoay các đối tượng này có phần trục y hệt như cái thằng ấy đó, đó y hệt như cái thằng các cái thằng mu này thôi, nó có các phần góc cho các bạn. Ở đây thì nếu mà có không góc thì các bạn chọn vào cái phần giữa này, chọn vô định vào đây đấy, thì nó sẽ xoay theo một cái hướng vô định luôn. Ừ. Bây giờ nếu mà các bạn muốn ở đây chúng ta có phần snap, tí nữa mình sẽ nói luôn cái phần này. Trước tiên là chúng ta đến cái phần lệnh cuối ở trên phần tab này đã. Ở đây chúng ta còn e rồi, xong đến r đây nhá, cả một dãy lệnh ở phía trên này, q v k e r, các bạn nhìn xuống bàn phím các bạn sẽ thấy ha. Sketch thì bạn Lợi và hơi giống sketch đúng không? Sketch thì nó cũng 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 cần tương tự như vậy. Người ta cũng muốn cái, người ta cũng dựa vào cái phần bố trí bàn phím như người ta làm để chúng ta có thể thao tác thuận tiện hơn mà đó. Nhưng mà có rất nhiều cái chúng ta nhầm với nhau khi mà đang vẽ sketch, xong các bạn sang vẽ CAD thì nó có hay nhầm. Khi mà các bạn đang thao tác các bạn hay giữ phím A, phím Shift đúng không? Sketch thì có phím Pan là chúng ta dùng dụng chuột giữa và Shift đấy, nó khác như thế đúng không? Thì các bạn khi mà các bạn làm các bạn sẽ thấy nó khác nhau ngay. Ok, bây giờ nói đến cái phần lệnh scale này nhá, LR này. Đấy, scale này nó cũng có các cái phần thêm các cái phần scale theo 3D này, theo các trục này, theo đối tượng này. Đấy, thì chúng ta thường chúng ta sử dụng cái này. Thì các bạn chọn vào nó cũng có các trục. Đây, scale theo mặt này thì nó theo có đúng cái phần mặt này. Đây là thiết kế 3D, cả một khối này nó scale đều lên. Đúng không? Cái này các theo các hướng trục khác nhau. Đó. Thì nó tương tự như vậy thôi. Đối với tất cả các phím này là phím mu này, là V kép này đúng không? Phím E là cái rotate này, R là scale này, thì các bạn có quyền giữ shift. Này, giả sử như mu này, giữ shift thì các bạn nó sẽ tạo thành một cái đối tượng mới. Đây là cái copy, đây này. Các bạn giữ shift nhá, các bạn chọn này, chọn vào trục này, giữ shift trước, bấm shift sau đó đưa này, thì các bạn sẽ tạo thành một cái đối tượng. Thả ra thì nó sẽ chọn, nó sẽ hỏi bạn, nó hiện ra một cái bảng nó hỏi là các bạn muốn copy thông thường hay là muốn copy instant. Instant thì giả sử như các bạn copy thông thường thì cái đối tượng này thay đổi đối tượng kia không thay đổi theo. Nhưng mà dạng instant thì giả sử như bạn Lợi bạn đã biết về SketchUp rồi đúng không, thì nó dạng là content đấy. Giả sử như mình chọn cho các bạn thì mình làm một cái luôn đi. Đây, cái này nó là đối tượng copy thường thường đúng không, cái này mình sẽ thử copy dạng instant nhá. Đây, xóa cái thằng này đi. Đây, instant này. Đấy. Thì giả sử như thằng này nó đang là đối tượng copy bình thông thường thì mình thả, giả sử như mình thay đổi này. Thay đổi nó thì nó chẳng ảnh hưởng gì đến thằng này cả. Đúng không? Bởi vì nó không có liên quan đến nhau, nhưng riêng thằng này thì có. Thằng này thì copy thì nó sẽ hiện một cái biểu tượng này. Đây, nó có liên kết này, các bạn nhìn ở đây. Nó có liên kết với một đối tượng khác cho nên nó mới hiện biểu tượng này. Đấy, thằng này không liên kết thì nó không có biểu tượng này. Đấy, đường kiểu đường link ấy. Đấy, liên kết này, nó hiện này. Đấy, thế bây giờ nếu mình thay đổi cái phần này thì hai thằng cùng thay đổi giống hệt nhau. Đấy, bởi vì hai thằng này là cùng dạng block giống trong CAD, nó là một block. Đúng không? Nếu như trong CAD thì chúng ta tạo block thì nó mới có thể thay đổi với nhau như thế này. Nhưng mà cái thằng này là copy đơn thuần thì nó không thay đổi theo. Đó. Còn về xóa đối tượng thì các bạn chọn đối tượng, các bạn ấn đen nhé. Đen led ở trên màn hình ấy. Đó. Thì đây, xóa này. Đấy. Chọn đối tượng xong xóa, ấn đen là xóa thôi. Đó. Như vậy. Ok. Chúng ta đến đây đúng không? Vậy là chúng ta có các phím tắt sau. Q này. Q là chọn đối tượng không này. V kép. V kép là mu này. Đó nhá, E này, E là rotate này. Rồi R là scale. Các cái này thì các bạn có thể dùng phím tắt, nó nhanh lắm. Nhiều phím tắt nó nhanh hơn rất nhiều, hoặc là các bạn nếu các bạn không quen thì các bạn cứ bấm chuột lên đây cũng được. Này. Đấy, cũng không đến nỗi. Đúng không? Không đến nỗi nào, không đến nỗi chậm hơn, chậm hơn không phải mấy giây thôi. Đấy. Thì các bạn có thể sử dụng như thế này để các bạn thứ nhất là đấy là tác dụng thẳng đến đối tượng thì chúng ta đang sử dụng như này đó. Thêm một cái nữa, bốn cái này nó liên quan đến cái thằng này nữa đúng không? Nếu các bạn muốn khóa lệnh thì các bạn bấm vào đây,
bấm vào đây hoặc là chúng ta dùng phím cách cách nghe thôi. Khi mà chúng ta chuyển lệnh ấy, giả sử như mình đang ở cái phím Q nhá, Q này là chỉ là select object thôi, là chọn đối tượng thôi. Bây giờ mình chuyển sang phím W cái, rồi mình muốn đã chọn được đối tượng rồi thì mình cách cái để mình khóa cái đối tượng nó lại, thì mình di chuyển này, nó không bị động chạm gì đến các đối tượng khác. Giả sử mình copy thằng này ra nhá, ấn giữ shift để copy này. Đấy. Thì khi các bạn đưa đây, các bạn vô tình khi mà các bạn thao tác ấy, đây là một hình rất đơn giản để các bạn nhìn thấy như này. Nhưng mà sau này khi mà cái phần khung cảnh của bạn nó có rất nhiều đối tượng thì các bạn di chuột này, các bạn rất dễ chọn nhầm sang một đối tượng khác. Cho nên là chúng nó có một cái giao diện này cho phép chúng ta có thêm một cái phần này. Các bạn nhớ nhá, có thêm một cái phần lock này, phần tính cách này. Thì các bạn chọn sang cái đối tượng khác nó lock theo vào cái đối tượng này rồi, cho nên là chúng ta không chọn đối tượng khác được. Chúng ta chỉ thao tác ở cái đối tượng này thôi. Đấy, cho phép sử dụng trên đối tượng này. Nó tiện hơn rất là nhiều đúng không? Ok. Đó, cách cái thì mở, chọn này, cách này, khóa này. Cách cái mở. Đấy. Ngon chưa? Đấy, xóa. Ok.